trong chữ Yang Bay là chữ Yang là trời, Yang thay vì giống như đồng bào ở đây có việc gì là kêu vàng ơi vàng, đọc chợt đi Yang Bay. Con thác này đóng vai trò rất là quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương ở đây. Nó phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, từ việc sinh hoạt, về việc vụ mùa tưới tiêu rồi cho bà con, rồi nó còn phục vụ thêm ăn uống, là trong đó có cua ốc đồ, rồi xung quanh hai bên bờ suối là phù sa, rồi rau rừng mọc rất là nhiều. Phục vụ thiên nhiên rất ưu đãi cho Yang Bay, dù nó chảy êm đềm nhưng cũng rất là hùng vĩ, và được cái là nước cứ trong xanh và mát suốt ngày đêm. Nãy giờ em nghe rất là hay luôn, em đang rất là tò mò không biết là anh vừa đàn một cái bản nhạc gì? Chào em, anh vừa đang đàn, đây là giai điệu của người đồng bào Raglai, có tựa đề là Tiếng Vọng Yang Bay. Người đồng bào Raglai sử dụng tiếng đá là với một ý nghĩa là để nói chuyện với vàng, ban cho những vụ mùa tốt tươi cũng như sức khỏe của con người trong buôn làng. Và những cái âm thanh thế này để xua đi những thú rừng, nó thường hay khóa mộ màng của người đồng bào Raglai. Chiếc đàn đá này sẽ được biểu diễn vào những cái dịp nào anh hả? Thường biểu diễn trong lễ mừng lúa mới, đám cưới, giao duyên, tình cảm, lứa đôi, hoặc là trong cuộc sống lao động đời thường. Nó nhiều cái âm hưởng giai điệu lắm. Về cái nhạc hiện đại anh gì hả? Đặc biệt những cái âm hưởng của nhạc hiện đại thì có thể cũng diễn tấu được. rất là ngon, rất là giòn, cá rất là tươi. Dạ. Vì đồng bào săn bắt được ở đây thì chế biến luôn tại chỗ. Rất là nhiều vị, đúng, chỉ ra một món là chua chua cay cay và giòn nữa chứ. Ăn cá suối nè, mà ngồi bên cạnh suối nữa, không gian mà trong lành mát mẻ như thế này thực sự là, dạ.